Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của Khỏe Em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2016, số tự động một cầu màu bạc. Xe màu bạc khá là đẹp. Toàn bộ xe thì bên em Lợi cũng đã rút hồ sơ, an ninh pháp lý thì đầy đủ, không có phạt nguội, tranh chấp gì cho quý anh chị nhé. Toàn bộ xe được trang bị khá là nhiều đồ chơi như màn hình thanh thể thao cam 360. Với cái chiếc xe Nissan Navara nhập nguyên chiếc, sử dụng động cơ máy dầu 2.5, cực kỳ đẹp đây đấy quý anh chị ơi. Toàn bộ xe thì với cái giá thành loanh quanh hơn 400 triệu một chút thôi, quý anh chị sở hữu ngay được một cái chiếc bán tải nhập tự động 2016 Nissan Navara. Xe thì bên em Lợi sẵn sàng cam kết với quý anh chị là không có đâm đụng tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin, an ninh pháp lý thì rút đầy đủ hồ sơ cho quý anh chị. Toàn bộ xe thì được trang bị la răng đúc. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Và bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Khi quý khách hàng nào có nhu cầu bán xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Vâng, do thời tiết hôm nay trời mưa nên là nó cũng hơi bẩn một chút. Toàn bộ đất thì nó cũng đang còn hơi bám, tại vì em đi từ showroom ra thì nó cũng hơi bẩn. Đấy, toàn bộ xe nhưng mà đánh giá là khá là đẹp, không có đâm xô gì. Toàn bộ máy số là nguyên zin. Xe đăng ký tên cá nhân. Tất cả cái xe mà từ cu lốp này đến lốp la răng này rất là đẹp, lốp đun lốp nhá. Và sắt xi thì không mục mọt gì, toàn bộ sắt xi là nguyên zin. Bậc lên xuống của chiếc xe nó khá là đẹp. Đấy, từ các tay nắm, móc khóa, cánh cửa đều đẹp. Đèn hậu của chiếc xe này nguyên bản này. Đấy, xe được lắp cam 360, có một cam phía sau này. Phần gầm của chiếc xe đánh giá khá là đẹp đây. Đấy, toàn bộ gầm của chiếc xe không có mục mọt gì. Bậc lên xuống của chiếc xe đây, hai bên bậc đều nhau. Cam 360, camera bên liên sườn, hai bên đều có camera hết. Kính đèn của chiếc xe thì đều dán 3M và không có dấu hiệu bị rạn nứt gì. Phần đầu xe từ các phần ba đợt sốc này nó là khá là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Đấy, cabo của chiếc xe này toàn bộ là nguyên bản. Xe thì bên em Lợi cam kết là 4 cánh cửa cabo, cốp trước cốp sau đều là nguyên zin. Lốp của chiếc xe cũng khá là dày. Đây, toàn bộ lốp này thì quý anh chị còn cũng đi được khá là dài, không lo nghĩ gì về phần lốp. La răng 16, la răng đúc. Đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Đấy, nội thất thì được trang bị nội thất ghế da màu kem. Toàn bộ táp ly, cánh cửa nó khá là đều và đẹp. Nội thất ghế là cực kỳ mới và đẹp được quý chị ạ. Xe được trang bị trần nỉ từ đầu này.
từ các cái tắp ly cánh cửa của chiếc xe nguyên zin, các cái phần chỉ cánh cửa này, đinh bấm đinh dập là nguyên bản hết từ đầu nhé. Kính của chiếc xe thì đều của hãng Nissan và đều theo năm sản xuất của chiếc xe. Toàn bộ khóa tổng lên xuống kính điện, gương gập điện, bậc lên xuống của chiếc xe không có chảy xước gì. Các cái phần ốc khóa bắn lề, cột không cột tem mác đầy đủ hết nguyên zin. Đây, toàn bộ cái phần vô lăng của chiếc xe là vô lăng 3 chấu và trang bị một bóng khí trên vô lăng là nguyên bản từ đầu, không có đâm xô gì. Táp ly, bàn thờ và màn hình này, cam 360 màn hình đều được trang bị đầy đủ. Đây, bàn đạp phanh ga của chiếc xe này, trải sàn da của chiếc xe đã được trang bị hết rồi. Tất cả các cái ốc khóa, bản lề, ốc cốp đều zin hết 100%. Đây, toàn bộ cái phần tay nắm tắp ly. Với xe Nissan thì được trang bị thêm cửa gió điều hòa phía sau cho người hàng ghế phía sau này. Vô lăng củ số của chiếc xe khá là đẹp. Xe nhập nên là đóng cửa nó khá là chắc chắn. Đây là toàn bộ cái phần khoang máy của chiếc xe này. Và khoang máy từ các cái đèn ốc đều zin và không bị gãy. Đấy, tay nắm và các cái đèn này không bị gãy nên là không, tuyệt nhiên không có đâm xô phần đầu. Và các phần ốc tai này, ốc cabo là nguyên zin. Đấy, ốc cabo là nguyên bản chưa thao lắp nhé. Toàn bộ ốc là nguyên bản hết. Khoang máy cam kết với quý anh chị là cực kỳ đẹp, máy rất là sáng và nguyên zin từ đầu. Nhựa của chiếc xe rất là sáng này. Quay cái máy này thì quý anh chị biết được cái máy nó đẹp như thế nào rồi. Ốc cabo là nguyên bản nên là không có đâm xô gì. Toàn bộ xe cam kết là đẹp và nguyên zin. Xe được trang bị đèn bi này. Lại do hôm nay trời mưa nên là thời tiết nó không được đẹp lắm, nhưng mà toàn bộ xe thì em quay rất mộc và nguyên thủy cho quý anh chị. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một cái chiếc xe Nissan Navara sản xuất 2016. Xe đẹp không lỗi và cam kết với quý anh chị trên văn bản. Đấy, nếu sai tặng 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Xe máy móc nguyên zin. Với cái tầm tiền hơn 400 triệu một chút, anh chị em sở hữu ngay được một cái chiếc xe bán tải tự động, máy dầu, nhập nguyên chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2016. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.